Vâng thưa quý vị, với phần đông các bố bà mẹ thì có con gái thì thường dễ nuôi, dễ dạy bảo hơn và cũng tình cảm hơn là con trai. Thế nhưng đi kèm với niềm vui đó là nỗi lo mà dường như ông bà ta thường nói là có bom nổ chậm ở trong nhà. Và điều này thì cũng dễ hiểu bởi so với những trẻ em trai cùng trang lứa thì trẻ em gái phải đối mặt với nhiều nguy cơ từ xã hội hơn. Và trong đó nổi cộm nhất vẫn là vấn đề về xâm hại tình dục, có thai ngoài ý muốn hay là mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Vâng, lo lắng là phải thôi, bởi theo số liệu thống kê của Bộ Y tế thì năm 2015, trong tổng số gần 280.000 ca phá thai thì có hơn 5.500 ca là bé gái ở tuổi vị thành niên. Còn theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tình trạng trẻ em gái bị xâm hại tình dục vẫn đang ngày càng gia tăng. Đáng lo ngại là nếu như trước đây độ tuổi bị xâm hại thường là khoảng từ 15 cho đến 18 tuổi, thì những năm gần đây, tỷ lệ trẻ em gái bị xâm hại ở lứa tuổi từ 5 đến 10 lại ngày càng nhiều. Vâng, ngày mai là ngày 11 tháng 7 là ngày dân số thế giới. Và ngày hôm nay thì chúng tôi muốn đề cập vấn đề nóng này dưới góc nhìn của những bậc phụ huynh, những ông bố, bà mẹ và đã đang có con gái. Họ đã gặp phải những khó khăn và bối rối như thế nào khi muốn giáo dục giới tính cho con. Tuy nhiên, trước khi gặp gỡ với vị khách mời nổi tiếng trong trường quay của chúng tôi ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Khó ai có thể nghĩ rằng đây là hình ảnh, lời nói của những đứa trẻ lên 10. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, nhưng hành động của trẻ không khác gì những người trưởng thành. Còn cô bé 16 tuổi này đã là mẹ của một bé gái. Đáng lẽ ở tuổi này, cô đang được vui chơi cùng chúng bạn. Nhưng vì lấy chồng sớm, bỏ dở việc học hành nên phải càng đáng công việc nhà chồng, chăm sóc con nhỏ. Chuyện của những cô bé này không phải là chuyện hiếm. Và nguyên nhân có thể là do những quan điểm này. Tôi là người dân nên cũng không để ý đến những cái khoản. Tầm khoảng 13, 14 tuổi là để được tập rồi, cái vấn đề giáo dục giới tính là được, là vừa. Phải mới cỡ 15 tuổi đó anh ông thì tập đi. Cái này thì thực ra thì mình cũng không nắm rõ lắm nên là. Vâng, có mặt trong trường quay của chúng tôi lúc này là vị khách mời quen thuộc, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung. Và ngày hôm nay thì anh có mặt ở đây để trò chuyện cùng với chúng ta với tư cách là một ông bố đã từng có con gái ở độ tuổi dậy thì với những khó khăn bỡ ngỡ khi tiếp xúc đến vấn đề về giới tính. Và cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Chí Trung đã dành thời gian cho chào buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên, như trong phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là rất nhiều ông bố bà mẹ hiện nay đã có tư tưởng cởi mở hơn trong việc giáo dục con gái về vấn đề giới tính. Nhưng hầu hết các ông bố bà mẹ lại cho rằng độ tuổi thích hợp để bắt đầu giáo dục giới tính cho con là khi con bắt đầu đến tuổi dậy thì, đó là 13 tuổi. Vậy thì anh nghĩ rằng độ tuổi này có phải là phù hợp hay không? Trước tiên phải khẳng định rằng là phụ nữ, con gái, đó là vưu vật của trời. Đó là một cái quà tặng cho 1/2 thế giới. Và bạn tưởng tượng xem nếu không có được những cái bó hoa ý dâng cho đời thì sẽ không còn gì, chúng tôi không còn gì, một cái lý do gì để tồn tại cả. Thế nhưng mà để trở thành một bông hoa đẹp dành cho cuộc đời thì đầu tiên nó phải là nụ hoa. Và bây giờ nụ hoa mà bị rằng xé, bị cấu véo, bị chà đạp, bị ngứt và bị không cho phát triển, thậm chí rằng là bị bẻ cong đi gãy thì có bao giờ thành được bông hoa đâu. Thế thì trở lại cái câu hỏi của bạn thì tôi nghĩ là 13 tuổi đó là cái về lý thuyết trước đây thôi. Thậm chí trước đây còn 15, 17 tuổi. Với các cụ ngày xưa thì 15 tuổi trăng tròn đã cho lấy chồng rồi. Và đến một thời kỳ chúng ta giáo dục giới tính thì nghĩ là 17 tuổi thì mới là có thể trao đổi với con. Bây giờ chúng ta lùi về 13 nhưng tôi nghĩ 13 vẫn là muộn. Bởi vì các con bây giờ 9 tuổi vào lớp 2, lớp 3 các con đã liếc mắt nhìn nhau và các con đã xác định được cái đối tượng mà mình phải theo đuổi trong lớp rồi. Thậm chí rằng là các bạn thấy những cái trên Facebook, những cái hôn nhau, những cái ôm nhau, thậm chí rằng những trẻ nhỏ đã có những cái trò chơi học theo người lớn ở trong môi trường nào đó mà chúng ta đã nhìn thấy rồi. Nên 13 tuổi là hơi muộn. Vậy thì cụ thể trong gia đình anh thì sao? Anh và vợ mình thì có đề cập tới vấn đề giáo dục giới tính với con gái hay không? Và bắt đầu từ độ tuổi nào? Con gái tôi giờ thì lớn rồi. Cháu nó gọi thế chứ thực ra bạn đã 30 tuổi. Thế nhưng mà nó cũng có những cái kinh nghiệm nhất định để dành cho tất cả mọi người. Trước tiên rằng là có con gái trong nhà đúng như bạn thấy đấy là thực sự là lo nghĩ. Cởi mở quá cho con và tin tưởng hoàn toàn vào con thì nó có những điều hay.
giờ cho con một cái sự tự lập. Nhưng mà con nào thế nào, suy nghĩ ra sao và cái thái độ suy nghĩ của con với cuộc sống thế nào, nhận thức ra sao thì là vấn đề để chúng ta đạt được niềm tin. Thế thì tôi nghĩ là luôn luôn phải theo sát. Bởi vì bạn biết là giờ mở Facebook ra hoặc là mở trên mạng ra thì tất cả những cái tiêm nhiễm và những cái mà bên trong bản năng thúc giục kêu gào cộng với cái môi trường bên ngoài là những cái internet, những cái mạng mà con trẻ mà không phân biệt được chạy theo bản năng hay chạy theo lý trí, con chưa biết được, con chỉ biết là chạy theo cảm xúc thôi. Thế mà ta tin quá mà ta không có những cái uốn nắn thì cũng rất là nguy hiểm. Bởi vì con trai, như bà nội tôi nói là con trai đàn ông như cái gậy thằng mủ, nó cài là cọc, nó đi xong nó lại về. Tức là nó chẳng mất cái gì cả. Trong mọi cái cuộc niềm vui, trong mọi cái cuộc giao tiếp và cả những cái nói về giới tính thì nó luôn luôn được. Nhưng mà con gái thì khác. Con gái chỉ cần một lần mình không làm chủ được bản thân thôi thì cả cuộc đời rẽ trái, thậm chí đứt đoạn, thậm chí cắm đầu lao xuống vực. Nên là tôi nghĩ là luôn luôn để mắt đến con. Như vậy là việc xác định là lứa tuổi nào bắt đầu giáo dục giới tính cho con thì cũng phụ thuộc vào từng thời khác nhau. Và không phải là chúng ta chỉ giáo dục cho các con về giới tính khi các con còn ở độ tuổi lên 5, lên 3 hay là 13 hay 15, mà luôn luôn phải theo sát các con và luôn luôn giáo dục cho các con về cái cách các con nhìn nhận về các vấn đề về giới tính, đúng không ạ? Nó cũng có vấn đề xảy ra, bạn thấy đấy, là sau những câu chuyện mà xâm hại về tình dục, không phải chỉ các em nữ mà cả những bé nam. Thì ở Mỹ thì người ta đưa lại những cái đạo luật rằng là con trẻ ngay từ hồi bé đã không được phép động vào cái mà phân biệt giới tính của nó, động vào chim cò thằng bé chẳng hạn là đã là nguy hiểm rồi. Tức là chạm vào đấy là một sự xâm hại. Thế và nếu chạm vào cái là nai. Bé tí 5-6 tuổi ở Mỹ nó đã xác định được cái điều đó và ở các châu Âu thì họ đã quy vùng ra và họ đã dạy rằng là con ơi, con phải biết bảo vệ. Con phải bảo vệ và nếu ai chạm, ai xâm hại đó là vi phạm và đạo đức. Nhưng ngược lại ở chúng ta thì bây giờ sau cái câu chuyện đấy thì chúng ta lại nghĩ là giờ các thầy cô nói vui, nhất là các cô ở mẫu giáo mầm non mà rất sợ là không dám tắm cho các cháu. Động vào đấy mà cái thằng nào mà nó có cái đôi chút về kiến thức thì nó bảo này, không động vào con nhá. Thế là chết. Thế cũng là kết quả là con luôn luôn là tự loay hoay với của nợ và khéo là cả ngày là không ai rửa ráy cho con. Thế nên câu chuyện là câu chuyện vui. Nhưng mà tôi nghĩ là ở châu Âu hay châu Á nó có những cái quy định quy chuẩn riêng. Thì chúng ta luôn để mắt và giáo dục cho con rằng con ơi, các cô, mấy mẹ, mấy bố là người gia đình. Thế còn người ngoài bất động vào thái độ không tốt là con phải có trách nhiệm, đặc biệt các bé nữ. Thì vì bây giờ bạn biết là tỷ lệ tội phạm rất là gia tăng. Cũng như là bạn thấy rằng là trên mạng xã hội bạn nhìn đến những hình ảnh. Mà ngay ngày hôm qua tôi xem một hình ảnh ở trên Facebook. Có hai bạn, một trai một gái 12 tuổi, chỉ bố mẹ rất là quản lý con và chỉ có đến đón muộn một lần thôi, mà cuối cùng là tự dẫn nhau vào nhà nghỉ. Và người ta hỏi là chứng minh nhân dân đâu thì không có chứng minh nhân dân, và chìa tất cả cái giấy tờ liên lạc, cuối cùng ta phát hiện ra và đưa về đồn công an và nói rằng là hai bạn vào nghỉ, hai bạn nam bạn nữ dù đã thích nhau từ lâu trong lớp và kéo vào nhà nghỉ, và cái bạn gái rất là thoải mái khi để bạn trai kéo vào và có thể làm tất cả những điều gì khác. Nó không có một cái khái niệm gì về kinh nghiệm cả. Có vẻ như là câu chuyện như là anh Chí Trung vừa kể thì nó không phải là một trường hợp quá hiếm. Bởi vì gần đây thì chúng ta cũng thấy rằng là như trong phóng sự vừa rồi chúng tôi có đề cập là có hai bé là mới chỉ 10 tuổi thôi, nhưng mà đã đăng tải lên trên Facebook cá nhân của mình những hình ảnh đi vào nhà nghỉ cùng với bạn trai, cùng kèm theo đó là những lời lẽ rất là người lớn. Vậy thì không biết là anh với tư cách là một người cha thì anh nghĩ như thế nào về việc này? Tôi thì nó độ tuổi nó lớn quá rồi và con tôi cũng lớn rồi, đã lâu mình không để ý đến những câu chuyện này. Nhưng thực là tệ hại khi mà tất cả tôi thấy rằng là các con gọi nhau là vợ ơi, chồng ơi, và trên cái mạng xã hội cũng như là trên Facebook và Zalo thì vợ ơi, chồng ơi, và họ nó nói tất cả những câu chuyện và nó muốn chứng tỏ là nó đã lớn. Cái điều đó mà nó không có một cái kiến thức gì cả và nó không thể hiểu được ra toàn bộ tất cả cái nội tiết bên trong nó có thể giao thoa gặp nhau và cuộc đời nó rẽ trái hoàn toàn ở bên trong không hề ở bên ngoài. Và chúng ta phải giáo dục nó cái gì? Chúng ta phải giáo dục cho con rằng là con ơi, không ai, đàn ông thì luôn luôn là chiếm hữu và cái cậu con trai luôn luôn là bằng mọi lời ngon ý ngọt dụ dỗ con để nó thỏa mãn cái mong muốn của nó, vì nó có mất gì đâu. Nhưng con thì mất tất, bởi vì cuộc đời chỉ dành cho con một cơ hội, một sự trinh trắng, và một nhất là mà con có một cái sau đó thì con có không bao giờ con có thể trở lại được là một con người bình thường cả, và luôn luôn xã hội nhìn con cũng như bản thân con sẽ có cái mặc cảm, và con chỉ có một cái view vật trời cho đó là sự trinh trắng dành cho người chồng hoặc là một người yêu của
khi nào mà lấy thành chồng, nhưng con đã xâm phạm và con đã làm mất đi tất cả những cái đó, thì con không thể lệ được. Bố mẹ có thể bao nhiêu tiền cũng không thể cho con điều đó, sự trong trắng trong tâm hồn, sự trong trắng về thể xác ấy. Thế thì cái đấy là tôi nghĩ là các ông bố bà mẹ nên để tâm vào, bởi vì con trẻ khi đến 17, 18 nó sẽ có nhận thức được, đến 23, 25 là nó đã có định hình, nó có được đôi chút vấp pháp, nhưng còn 12, 13 thậm chí 9, 10 không có một cái vũ khí gì khác. Thế thì ta phải nên để mắt vào là đương nhiên. Vâng, và giới tính hay là tình dục thì vẫn là một cái vấn đề rào cản và là một cái chuyện tế nhị đối với người lớn. Và cũng chính vì thế mà rất nhiều các bậc cha mẹ coi như đây là một cái rào cản để mà khó có thể nói chuyện một cách bình đẳng hay là thẳng thắn với con em của mình. Và thậm chí là họ còn vẫn còn cho rằng là nếu như nói những cái câu chuyện liên quan đến vấn đề tình dục hay là vấn đề giới tính thì là một cái cách mà để vẽ đường cho hiêu chạy. Vậy còn quan điểm của anh thì thế nào? Tôi không nghĩ thế. Lâu nay thì có lẽ là do cái hệ thống giáo dục của chúng ta không dám nhìn thẳng vào, không giáo dục giới tính cho các con một cách rõ ràng. Luôn luôn là chúng ta né tránh vì cứ sợ rằng như bạn nói vẽ đường hiêu chạy. Nhưng chính trong gia đình hiện nay tôi thấy nhiều gia đình họ rất thẳng thắn. Họ rất thẳng thắn và họ hoàn toàn, thôi thì người bố khó nói với con gái thì nói với con trai. Ngược lại người mẹ có thể hoàn toàn nói con gái về các cấu trúc cơ thể, về những cái rung động đầu đời, về tất cả những gì mà con phải giữ lấy. Và kể cả những vấp váp của người mẹ khi đã trải qua một quá đời, cuộc đời sống để lấy thành bố bây giờ, thì mẹ cũng phải có những kinh nghiệm để kể cho con. Thì tôi nghĩ là cái việc này không bao giờ là sớm, không bao giờ là muộn cả. Chúng ta luôn luôn trang bị cho con một kiến thức nhất định, bởi vì con hoàn toàn sẽ đi trên cái cuộc đời một mình nó. Nhưng cái đoạn đầu đời này một mình nó, để cho mình nó lẫm chẫm đi ở một cái xung quanh đầy những hang hốc, hang hùm nọc rắn, xung quanh đầy những cám dỗ, và bản thân nó cũng có cám dỗ trong chính nó. Nó có chứ, bản năng của con người nó có cái điều đấy. Mà để con một mình đơn độc là điều không nên. Đấy là... Vậy thì anh Chí Trung thân mến, là anh nghĩ sao với những trường hợp là có những bé gái đã được bố mẹ và nhà trường giáo dục, và bản thân bé thì cũng đã có những cái hiểu biết nhất định, và thậm chí là còn là những bé học rất là ngoan, học rất là giỏi, nhưng mà vẫn bị tình cảm lấn lướt và vượt quá giới hạn, thậm chí là để dẫn tới những cái tình trạng là mang thai ngoài ý muốn. Vậy thì anh nghĩ sao về những trường hợp này? Quá đau xót. Như tôi nói với bạn ấy, là bên trong toàn bộ cái nội tiết của con có biết đâu. Toàn bộ cái việc mang thai, cái việc sinh đơm hoa kết trái là việc đương nhiên của lẽ đời. Đương nhiên là khi hai người yêu nhau, khi hai người lấy nhau và nó sẽ kết tinh để nó sản sinh ra một sinh linh tiếp theo. Đó là việc đương nhiên mà nó sẽ phải đến. Nhưng con hoàn toàn, con chưa đầy đủ tất cả những yếu tố. Nào là sự nghiệp, nào là công việc, và nhất là độ tuổi. Và nhất là hoàn toàn con không có một cái kinh nghiệm gì, và không ai cho con lấy chồng vào trước 18 tuổi cả. Đến 18 tuổi lấy còn là bị sớm bây giờ. Thì con đã làm một cái việc nó xảy mồm, xảy chân, xảy tay, xảy cả cuộc đời về vật chất tiền tài có thể cứu được hết. Nhưng con có thai ngoài ý muốn thì cuộc đời con không còn một cái gì để có thể nói được cả. Và con không hề muốn điều đấy, bởi vì con chỉ biết con rung động. Con nghĩ là con trao thân và con có thể là con giống bạn con có thể là con hơn được bạn con, bởi vì con là người hiểu biết. Nhưng con đã trả giá vô cùng đắt cho cuộc đời. Điều có thể nói được là nói được không? Mỗi ông bố bà mẹ, đặc biệt các bà mẹ phải theo dõi từng bước của con. Rất nhiều gia đình hiện nay không thông mạch được với con. Cứ về nhà, con 12 tuổi về nhà là đóng cửa lên phòng. Ăn cơm nhắn tin con xuống ăn cơm đi. Nhắn tin bằng điện thoại xuống ăn cắm mặt ăn xong lên. Họ không nói chuyện với nhau cả vấn đề gia đình, vấn đề hạnh phúc, vấn đề thời tiết, vấn đề xã hội, vấn đề trong ngôi nhà ấy, thì làm sao nói chuyện giới tính được. Rất nhiều gia đình người thân của tôi, bạn bè tôi thường xuyên tổ chức cả họ đi chơi. Nhưng tôi nhìn thấy anh tôi, anh họ tôi, em họ tôi, tất cả con cái không thông mạch với bố mẹ, thông mạch với bác. Điều đó là điều mà tôi nghĩ ông bố bà mẹ có lỗi. Phải thông mạch, phải hiểu con và phải quan tâm đến nó. Tôi cũng đã từng trải qua, và lát nữa tôi cũng sẽ nói rằng nhiều khi cái sự tin tưởng của tôi với con gái nó cũng tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối. Bây giờ con tôi đã lấy chồng, đã 30 tuổi, nhưng cũng có những cái bây giờ tôi rút ra được kinh nghiệm là giao phó niềm tin, mà nó nhiều khi nó mình giao quá, tin quá vào con cũng lại hỏng. Vậy thì anh cũng đã từng trải qua cái giai đoạn là một ông bố có con gái ở trong độ tuổi dậy thì. Anh có lời khuyên nào dành cho những ông bố bà mẹ ở trong hoàn cảnh tương tự như anh? Mỗi chúng ta, mỗi gia đình thì sự kết nối đó là những đứa con. Và cái kết nối ý nó có thể trở thành những cái bó hoa đẹp cho đời và cho chính gia đình mình. Nhưng nó có thể những cái bó hoa úa tàn rũ từ khi nó đang còn là nụ, nó đổ vật xuống. Và bạn còn sống làm gì? Bạn tài sản tích góp, ngôi nhà bạn để lại, tất cả hạnh phúc của bạn gửi lại cho con, cho cháu, mà con cháu nó không đem lại điều đó, vì nó đã tan nát cuộc đời từ khi nó
tức là con cái là tất cả cuộc đời của những đôi vợ chồng. Tôi không có ý nói rằng là nếu không có con thì sẽ không còn sống được. Rất nhiều bà mẹ đơn thân, rất nhiều những người mà không có con và rất nhiều có những hoàn cảnh. Nhưng nói chung, cái nụ hoa đó chính là sự đơm hoa kết trái của tình yêu. Thì chúng ta phải luôn luôn chăm sóc, gìn giữ cái điều đấy. Đấy là cái điều mà tôi rất là mong muốn mà các ông bố bà mẹ, chúng ta bận mấy thì bận, chúng ta mưu sinh, chúng ta kiếm tiền, cái đó đương nhiên. Nhưng chúng ta phải biết rằng, chúng ta kiếm tiền và sống vì cái gì? Vì tất cả cái tương lai đấy. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Chí Trung về một thông điệp rất là sâu sắc và ý nghĩa như vậy. Thưa quý vị, không thể phủ nhận là giới tính và tình dục đã đang và sẽ là vấn đề nhạy cảm với cả người lớn và trẻ em. Tuy nhiên, giáo dục giới tính cho trẻ sớm là vấn đề các bố mẹ cần làm ngay hôm nay. Bởi nếu trẻ làm sai một phép tính, quên một câu trả lời bằng tiếng Anh, thì trẻ có thể học lại vào ngày mai. Nhưng những sai lầm liên quan đến giới tính tình dục lại có thể làm thay đổi cả tương lai và số phận của trẻ. Vâng, và một lần nữa thì xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Chí Trung với những chia sẻ rất có giá trị vừa rồi. Và chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.